tay luôn rồi. Châm nó năm mà kéo lên không nổi nữa. Máy kéo bên đây đứng chồng luôn rồi. Châm nó năm lần kia sửa thế là mới được. Nhục lắm, nó chẹo ngang luôn rồi. Nhóng mạnh lên. Cứng đơ luôn rồi. Rồi luôn rồi đó. Dữ lắm luôn rồi. Đẩy tiếp luôn. Quay ăn sao thục. 105 ve vô chuẩn bị thế khác kéo lên mới được. Lại chùm chùm hoài tới rồi đó. Bên kia cái 70 rồi đằng kia cái 105 nữa. Nó đầy ổ luôn mà. Quá chừng nguyên cái đầm chỗ nào cũng lúng chân. Rồi mạnh tới luôn. Đứt dây luôn rồi. Dữ lắm, nó treo mà. Giật phật phật cái đó mà không chịu lên. Đứt dây nữa rồi, chuột dây rồi. Cái nhựa hoài thế vậy đó. Đây qua bên đây luôn. Nhẫn cam lên trời luôn này. Tới luôn. Dữ lắm, nó nhậu xuống rồi. Vàng lúng luôn. Máy kéo lúng luôn. Lúng tanh bành hết trơn vậy đó. Châm nó nằm ve vô kéo mà ve vô không được nữa. Chân này là dữ lắm luôn. Mắt lầy có đùm vậy đó. Hết biết luôn rồi. Thua luôn, mới kéo lại thua rồi đó. Mắt lầy dính đùm một đùm luôn rồi. Đổ bộ vô mà còn lúng nữa. Ừ. Trăm lẻ năm vô cứu rồi mà cứu không được nữa. Hết biết rồi. Chắc chị đi bộ vô còn lúng nữa. Máy nào chạy nổi. Máy kéo này mắc lầy luôn rồi nào. Dữ lắm, lúng lúng biệt cũng dữ đó luôn mà. Lúng lượt hai cái luôn, trăm lẻ năm dính trưởng nữa rồi, sao kéo lên nổi. Mắt lại dính chùm luôn rồi.
mới cắt chưa lên, mới kéo lúng nữa, rồi cái 105 giải cứu lúng nữa rồi. Rồi nhóm mạnh tới coi cái gì mà đưa xuống cái hụm luôn hả, nói không luôn. Trăm lẻ vô, vô không nổi luôn mà. Rồi luôn rồi. Tài xế không biết làm sao luôn rồi. Cái 105 mà chạy hoài chạy không đi nữa đâu. Quá trời, 105 ủi xuống luôn rồi. 105 còn mới chát luôn. Chỗ này ngay chỗ cái mương quá dữ. Mới ánh móc lên chằng ai luôn. Hết biết rồi. Thiện ích. Lên con lương ấn trước luôn rồi nè. Ông nào bắt không? Ló ăn lương lên luôn rồi nè. Ngủ xuống cái góc này quá chừng nó nhựa luôn rồi. Lên bảng này mai lên đi. Mới mới chát luôn. 105 mới chát luôn, mới xuống đồng luôn anh em ơi. Quá trời, ăn trước nó ngặt lường luôn. Nước nguyên con luôn. 105 mới đem về mới chát luôn hả. Còn dây trên chưa có miếng nhớt nữa, còn bóng hớ luôn. Quá trời lúc luôn, tụ cái quần luôn rồi. Mấy trăm năm mới chát luôn anh em ơi, mới mua về 900 mấy triệu cắt được có 2 bao gử nằm đây luôn. Tài xế trẻ chạy lúng quá lúng rồi, nảy luôn. Cái máy này kéo một thằng lúng nữa, tuôn bánh luôn rồi. Rồi đại ba tiếp tục lúng luôn rồi, đẩy mạnh lên làm sao 4-5 người đẩy tiếp luôn. Đem hộp lúa về tới nhà chằng ai luôn bà con ơi. Rồi buồn tới vô luôn, tài xế này chịu không đẩy không nổi rồi, tuôn bánh luôn. Lúa ngà lúa cắt không được, coi chừng cắt tay kéo vô luôn. Tài xế mới 7-8 tuổi hả, để mới kéo luôn quá dữ luôn rồi. Kéo một cái xuồng ở sau lâu, 2 cái điểm cao su vô nữa, cắt bó kéo chở vô luôn. Đất này quá chừng lúng rồi, cắt không được, máy cắt chạy bỏ chạy rồi. Giờ cắt tay kéo vô luôn. Nước quá chừng nước luôn rồi, cắt tay luôn. Để lên những cục su nó phồng lên vậy đó. Chứ có hơi chẳng cho nó phồng nổi lên. Quá chừng máy kéo mắc lầy luôn rồi. Hai em này chạy quá dữ. Đổ tài xế bự rồi, tài xế nhỏ chạy không kéo không nổi rồi. Quá chừng lúng luôn mà. Đẩy lên đây nổi rồi. Tài xế trẻ chạy lúng quá lúng rồi, đẩy luôn. Cái máy này kéo một thằng lúng nữa, tuôn bánh luôn rồi. Càng ngày cái máy càng sâu xuống luôn rồi.
muốn quá chừng luôn rồi. Con sao kéo một giờ cũng quá chừng nhiều luôn mà. Ngồi đại ba tiếp tục. Lúng luôn rồi. Đẩy mạnh lên. Con sao 4-5 người đẩy tiếp luôn. Đem hộp lúa về tới nhà chặn ai luôn bà con ơi. Tới tài xế trẻ chạy ra. Ở sao kéo lúa quá nhiều luôn. Rồi buồn tới vô luôn. Tài xế này chịu không đẩy không nổi rồi. Tuôn bánh luôn. Nguyên máy con bên một rồi. Cái lỗ máy cắt lại giờ máy cắt cắt không được, bây giờ cắt tay luôn. Nắp quá chừng lúng luôn, máy cắt bỏ chạy rồi. Gần gầu rồi. Mấy cô bên đây cắt gầu rồi nào. Con này chưa gầu nhỏ chút nữa mới gầu. Leo lên nguyên một đoàn luôn. Mấy con này ngồi lên kéo đi luôn. Đi hết nổi luôn rồi. Kéo tới chỗ rồi mở dây ra. Kéo vô thảy con lúa lên. Ngồi lôi mạnh vô luôn. Kéo vô rồi chắc lúa xuống luôn, lên luôn. Mình lúa đem vô nhà tới nhà chằng ai luôn bà con ơi. Lúa ngoài đồng cắt bỏ đóng đóng. Đất trúng quá mà đã, đất nó mềm quá máy cắt không nổi. Mấy con này dữ hơn máy cắt nữa nè, máy cắt nó bỏ chạy mấy con này cắt hết trơn hả? Cắt hơn máy nữa. Đất này máy bỏ chạy rồi mấy con này chơi hơn máy nữa. Lúa cắt đó rồi rồi. Nó thấm nước cho quá trời nặng luôn. Cả nhà ơi ôm mình không nổi vậy. Bà con ôm lúa là chẳng ai quá chừng nặng luôn. Cả nhà cắt lúa rồi ăn cơm luôn nè. Ăn cơm tại ruộng luôn. Cả nhà kéo lúa rồi ăn cơm mệt hết nổi luôn rồi. Ăn hết nổi luôn. Thở không nổi rồi nghỉ ăn luôn. Cả nhà kéo lúa vô ăn cơm luôn nè. Quá chừng vui cách này luôn mà. Cánh đồng quê rất nhộn nhịp luôn bà con ơi. Ăn vịt kho đồng trong ngăn. Rồi ăn trước đi. Chết. Móc ra đồ đâu. Tiếp tục. Hết nổi luôn mà chạy ngược không ngộ bạn. Chạy tới không chạy mà ngược là không hả? Mấy suốt mà cũng mắc nghẹn nữa. Tới ông chú này tướng lực quay dữ lắm quay nha. Độn bao lúa lên quay nè, phết 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 phết. Quá dữ. Quá ngon rồi. Tới ngày ăn chơi. Mấy chút cũng bị mất mẹn nữa. Hết ca luôn. Quát 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 luôn. Quá chừng cơm cũng ra rồi. Không lên tới cái đoạn ngay chắc luôn. Xuống này cho em mất ăn sâu đi đó, để lúa nó dằn dùng mắt.